Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Liên quan đến vụ việc thanh niên đập vỡ kính xe cấp cứu kèm lời tuyên bố "Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi?", tối 4 tháng 6 trao đổi với báo chí, Hà Quang Danh, 26 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, người cầm đá ném vỡ kính xe cấp cứu, đã nhận lỗi, cho biết đang trên đường về nhà để trình diện công an. Danh cho biết lúc đó có hơi men, bị xe cấp cứu ép suýt ngã xuống ruộng. Danh vượt lên yêu cầu tài xế nói rõ ràng nhưng lại bị thách thức. Quá nóng nảy nên Danh đã cầm đá ném xe cứu thương, nhưng khi biết trên xe có bệnh nhân thì Danh rất hối hận. Danh nói thêm, sau khi gây sự, anh ta đã gọi người quen có xe cứu thương đến hỗ trợ chuyển bệnh nhân. Tuy nhiên, một xe cứu thương khác có mặt gần đó đã hỗ trợ chuyển bệnh nhân miễn phí. Danh cũng cho rằng anh ta không liên lạc được với chủ xe cứu thương bị ném đá để xin lỗi, vì thế đã hứa với người điều phối xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy là sẽ bồi thường tiền sửa chữa xe. Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cường Phúc Thọ, chủ xe cứu thương bị ném đá, cho biết hiện chiếc xe vẫn chưa được sửa chữa. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 16 triệu đồng. Bà Thủy cho biết tài xế bị thương ở tay, vết thương đã khô và hiện chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía người gây ra sự việc. Rất may khi tài xế bị kính xe văng vào người đã che chắn kịp, không ảnh hưởng vùng đầu. Bà cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến sự việc, luật sư Diệp Năng Bình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xe cứu thương là xe được quyền ưu tiên trong giao thông đường bộ, quy định tại khoản 4 điều 3 Nghị định 109 năm 2009 của Chính phủ và điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019. Theo đó, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới, không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng, giảm tốc, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không gây cản trở xe được quyền ưu tiên. Việc cản trở xe được quyền ưu tiên tùy vào tính chất, mức độ sai phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Theo luật sư Bình, người thực hiện hành vi cản trở giao thông đường bộ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, quy định tại Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ. Đối với hành vi cố ý gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân khác, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, quy định tại điểm A khoản 3 điều 15 Nghị định 144 năm 2021. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều tra xác định nam thanh niên trong sự việc có hành vi cản trở xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ, gây thiệt hại sức khỏe hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân do không cấp cứu kịp thời, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo thông tin, hình ảnh được cung cấp cho thấy nam thanh niên đã cố tình cầm cục gạch lớn đập mạnh vào kính chắn phía trước và bên hông chỗ tài xế ngồi, khiến xe cứu thương hư hại nghiêm trọng. Căn cứ quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, nam thanh niên có thể bị xử lý hình sự. Căn cứ mức độ nguy hiểm của hành vi, nam thanh niên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù tối đa là 20 năm tù giam. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngày 3 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người chặn đầu xe cấp cứu, chửi bới, trong đó có một thanh niên dùng đá đập vỡ kính xe khiến nhiều người phẫn nộ. Nội dung được một trang trên Facebook đăng tải. Đoạn clip mới xuất hiện trên mạng xã hội khiến người xem vô cùng bức xúc. Nghe đâu thanh niên cùng hai cô gái chạy xe dàn hàng ngang trên đường cản trở xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu bị nặng phải thở máy từ Chợ Rẫy về Bệnh viện Thiên Ân, tỉnh Trà Vinh. Tài xế có hụ còi xin nhường đường nhưng mấy người này không cho. Thanh niên đã đuổi theo chặn đường dọa tài xế và đỉnh điểm là cầm viên gạch chọi một phát vào kính trước của xe cứu thương. Nhìn quả thiệt hại kia thì cái kết sắp tới, chắc nhiều người đã rõ.
Theo nội dung đoạn clip thứ nhất, một thanh niên đội nón bảo hiểm, bên ngoài nón lưỡi trai, đeo túi chéo, cầm ghế đòi hơn thua với tài xế xe ô tô, giống xe cứu thương. Dù nhiều người can ngăn và ôm giữ lại, nam thanh niên vẫn hung hăng lao vào đòi hơn thua với tài xế. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 5 trước cổng Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Trà Vinh. Tài xế trong đoạn clip là anh VQ, tên viết tắt. Toàn bộ sự việc được anh C, tên viết tắt, đi cùng ghi hình bằng điện thoại và đăng lên mạng xã hội. Anh C cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Quy, tên tài xế xe cứu thương viết tắt, lái xe cấp cứu chở bệnh nhân đi từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để tiếp tục chữa trị. Bệnh nhân phải thở máy suốt quãng đường chuyển viện. Trên đường đi, tài xế Quy nhìn thấy một nam thanh niên cùng hai người phụ nữ. Nhóm này lái hai xe máy đi dàn hàng ngang. Lúc này tài xế Quy hú còi để xin nhường đường nhưng nam thanh niên chỉ quay lại nhìn. Sau đó vì lo lắng cho bệnh nhân trên xe, tài xế Quy bật thêm một chiếc còi nữa thì bị nam thanh niên quay lại chửi rủa, chặn đầu xe. Xe cấp cứu trên Sài Gòn xuống đây gặp tao phải tắt còi, sao mày dám hú còi? Tao là trùm ở đây, tụi mày phải biết điều, nam thanh niên này nói. Tài xế Quy đã giải thích, trên xe có người bệnh nặng lắm anh ơi, trên xe có bác sĩ đi theo nữa. Nhưng người này tiếp tục chửi rủa, phóng xe về phía trước để tìm hung khí. Ở đoạn clip thứ hai, nam thanh niên có trang phục giống nam thanh niên nêu trên, cầm vật cứng ném vào kính xe ô tô làm vỡ kính chắn gió phía trước và tiếp tục đòi hơn thua với tài xế xe ô tô. Cụ thể, khi xe cấp cứu di chuyển đến cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, nam thanh niên này cầm một cục đá to đập vỡ kính phía trước, kính chiếu hậu và kính cửa sổ tài xế. Bị tấn công bất ngờ, anh Quy chỉ kịp mở cửa chạy thoát. Bản thân anh cũng bị đá và kính đập vào người, chảy máu tay, đầu. Do lo cho tính mạng của bệnh nhân, tài xế Quy đã gọi điện nhờ trợ giúp di chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Sau khi sự việc diễn ra, anh Quy đã phải nằm ở nhà dưỡng thương khoảng 3 ngày mới có thể tiếp tục đi làm. Một phần do bệnh viện quá đông bệnh nhân, tài xế Quy cũng phải cố chịu đau để đi làm, anh C nói. Được biết, sự việc đã được trình báo cho cơ quan chức năng, xe cứu thương cũng đã được đưa đi sửa chữa, dự tính thiệt hại có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Sáng 3 tháng 6, trao đổi với phóng viên, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tại Trà Vinh xác nhận, vụ việc xảy ra vào chiều 31 tháng 5, người nhà bệnh nhân đi xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để đưa một bệnh nhân lớn tuổi vừa mổ xong về Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân tiếp tục điều trị. Khi đến đoạn đường ngang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh mới xây thì xảy ra vụ việc. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân thông tin thêm, đối tượng cầm gạch đập vỡ kính xe đi chung trên xe máy với hai người nữa và không hiểu sao lại có hành động là chặn và đập vỡ kính xe cấp cứu. Vì đây là phương tiện của Bệnh viện Chợ Rẫy nên chúng tôi không biết phía bệnh viện này có báo công an vào cuộc hay không, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân nói. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã nắm được sự việc. Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương trong lúc di chuyển có xảy ra mâu thuẫn với một người đi xe máy dẫn đến sự việc nêu trên. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh sự việc để có các bước xử lý tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!